Vâng, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Trong video này nó sẽ có những chi tiết rất là dài, cho nên là hy vọng là cô, chú, anh chị và các bạn hãy theo dõi hết video. Và có những anh chị thì đến bây giờ vẫn không biết là cái câu chuyện 7 tỷ nó là xuất phát từ đâu. Xin nói với tất cả mọi người, nó là những cái đồn thổi, những cái câu chuyện liên quan là miếng đất, chủ đất thì chắc chắn là sẽ không bán cho anh Đạt rồi. Cho nên là mọi người cũng tránh bình luận vào cái đó, cũng không cần phải bao biện hay là nói những cái điều gì nó không hay. Tôi muốn nhấn mạnh vào trong câu chuyện này thì có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng đã chia sẻ về cái việc là tại sao chữ ký không phải là thật này nọ kia. Xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, cái điều đầu tiên là chúng ta không có quyền kết tội người khác khi chưa có cái kết luận của cơ quan chức năng. Chúng ta đưa ra những cái giả định và đặt ra những cái tình huống thôi. Còn ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là cơ quan điều tra, cơ quan công an biết đâu đó, là tôi nghe phong phanh ở đâu đó những bà hàng cá, những bà hàng thịt hay là các cô bán nước, họ đồn là có một cái bộ hồ sơ nào đó đã được nộp lên cho cơ quan công an, ví dụ như vậy đi. Trong những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tranh chấp của mẹ chồng và nàng dâu thì tôi đã nói và đã có cùng cái quan điểm với cô chú chị và các bạn cũng như là gia đình nhà bà Loan trong cái câu chuyện là chúng ta ủng hộ hết sức cho bà Loan cho cái việc là đòi lại cái quyền lợi của mình và những người con gái. Thì ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ đến những cái góc khuất, những cái góc độ mà chúng ta cần nhìn thấy. Và xin thưa với tất cả mọi người là chúng ta không có quyền kết luận điều gì cả vội vàng, nhưng chúng ta có quyền đưa ra những cái giả định và những cái câu hỏi để cho những người trong cuộc họ tự nghiên cứu và trả lời. Đấy là cái mà chúng ta theo dõi trong câu chuyện. Và rất có thể từ ngày mai thì bản thân Etam TV sẽ để video ở chế độ công khai vào 8 giờ, 11 giờ và 5 giờ chiều hàng ngày cho cô chú anh chị và các bạn thấy. Và hy vọng là mọi người đăng ký kênh, cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh rồi thì ấn vào cái phần chuông, và nếu cô chú anh chị nào không biết thì hãy nhờ mọi người bên cạnh chỉ ấn vào cái phần chuông, nó hiển thị lên cái phần là dành riêng cho bạn, thì mọi người hãy nhấn vào cái phần dành riêng cho bạn, khi đó thì mọi người sẽ thấy video và có thông báo. Hoặc là mọi người không thấy Etam TV ra video thì hãy ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, đó là Etam TV. Đó, cảm ơn tất cả mọi người. Và quay trở lại với những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm trong cái câu chuyện vừa qua. Làm giả chữ ký con dấu, thậm chí là giả chữ ký. Đó là những câu chuyện mà cô chú anh chị và các bạn luôn bàn luận, và có những anh em họ cũng đã chia sẻ. Nên cái quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói là nó có sách thì mách phải có chứng. Điều đầu tiên là cái chữ ký của anh Quyết trong những cái câu chuyện mà cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi. Thì mời mọi người hướng lên màn hình, chúng ta sẽ nhìn theo cái chữ ký của anh Quyết. Và trong cái câu chuyện ở đây là có những cái ngày mà anh Quyết anh ấy đi ký cái chữ ký của mình. Đó là ngày 19 tháng 4 2021, giấy nhận và hẹn trả kết quả. Đây, bộ phận tiếp nhận là chị Nguyễn Thị Thanh Phương Thảo đấy, tiếp nhận hồ sơ của anh Vũ Văn Quyết. Đây là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nha cô chú anh chị và các bạn. Có những các anh chị nói rằng là chữ ký của anh Quyết là 100% là giả, nhưng tôi khẳng định là chữ ký của anh Quyết không phải 100% là giả. Có những chữ ký của anh Quyết 100% là thật. Tại sao tôi lại nói 100% là thật? Thì xin mọi người nhìn lên tất cả những cái bảng mà tôi đưa lên để cho mọi người có những cái đánh giá và cái nhận định. Đầu tiên, tại sao tôi lại nói là thật? Thật là bởi vì ở đây anh Quyết là chồng chị Lịch, và anh Quyết thể hiện cái ý chí là muốn ủy quyền cho chị Lịch trong tất cả mọi chuyện. Đó. Thì có những cô bác anh chị bảo là vợ mua cho can rượu 20 lít, điếu cày để đầu giường, ăn xong là chỉ sẵn là nhậu đấy là nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, say bét tè nhè, say cả ngày thì vợ bảo gì thì làm vậy. Thì cái này thì tôi cũng nói với cô chú chị và bạn, đó là câu chuyện riêng tư của gia đình, thì cái đó là quyền của người ta, có tiền thì người ta mua rượu uống, nhưng lưu ý là uống vừa thôi, không hại sức khỏe. Và nếu như mà uống rượu vào để người khác người ta sai khiến, người ta bảo cái gì cũng làm, thì nó chỉ có số ít thôi. Nhưng chính vì những cái đó, đàn ông không có bản lĩnh thì nó khiến cho gia đình tan nát, không có lập trường thì nó khổ là như vậy. Và xin nhấn mạnh trong cái nội dung yêu cầu giải quyết là đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung và của chồng, tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận. Đây là cái phiếu trả kết quả. Và lưu ý với mọi người là chúng ta chú ý đến phần chữ ký, và chữ ký này được thực hiện là ngày 19 tháng 4 năm 2021. Càng ở đây thì nó lại càng chứng tỏ những cái điều gì thì tôi sẽ cho cô chú chị và các bạn biết ở những video sau. Hãy nhớ này, ngày 19 tháng 4 2021 và câu chuyện đến bây giờ nó mới là bùng nổ. Nha cô chú chị và các bạn, hãy nhìn vào cái chữ ký và cũng nhìn vào cái mốc thời gian để chúng ta thấy đó. Còn cái phiếu tiếp nhận và trả kết quả thứ hai đó là vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Không biết là làm những giấy ủy quyền và làm những cái giấy tờ gì thì tôi xin phép mọi người để chúng ta không quan tâm, nhưng mà có mật độ của nó hơi dày và được nhận trả kết quả liên tục trong một tháng. Thứ thanh 3 ngày 27 tháng 3 năm 2021, nếu tôi không nhầm thì đúng là như vậy đó. Giải quyết tiếp nhận và hiện trả kết quả, nội dung yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tôi cũng lưu ý với tất cả mọi người là những cái chữ ký này nhìn nó rất giống nhau, và tôi khẳng định ở đây tôi đã tham khảo cả luật sư. Cái này là tôi đã ngồi cùng với anh em luật sư nha mọi người. Luật sư của ai thì tôi không biết. Cái quan trọng nhất ở đây đó là cái chữ ký là của anh Quyết trong những cái giấy này là thật. Còn cái giả hoặc có tình tiết như thế nào thì chúng ta cũng phải phân tích với nhau ở cái đoạn cuối cuối. Cái đầu tiên là chúng ta phải nói là thật là bởi vì chị Lịch chị chở anh Quyết đi, chẳng nhẽ anh Quyết đánh ngồi không. Nhưng theo tôi được biết thì anh Quyết cũng đã học hết lớp 6, lớp 7 hoặc lớp 3, lớp 4 gì đó, và biết viết, biết ký cái chữ cho mình, tuy nó không được đẹp nhưng đó là cái chữ ký giáo và chữ ký riêng của người ta nha mọi người. Đó thì ít nhất là anh ấy cũng biết ký những cái đó. Và cái này là vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, người ký là anh Quyết và người trả tiếp nhận hồ sơ thì chúng ta không cần quan tâm, bởi vì cái đó là của cơ quan chức năng. Ở đây nội dung tôi vừa đọc cho mọi người là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây cô chú anh chị và các bạn thì phải hiểu như thế này, đó là khi người ta đã thể hiện một cái ý chí muốn cho nhận, cho sang nhượng cho cha mẹ mình hoặc là cho vợ mình đứng tên hay mẹ vợ đứng tên thì chắc chắn người ta sẽ làm cái đó. Đó. Cái điều thứ hai nữa, cái điều thứ ba nữa là một cái giấy vào ngày 25 tháng 5 2021, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Cái nội dung vẫn là đăng ký biến động sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng cho thuê, như nội dung ở cái trên tôi đã đọc. Thì xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, người trả cũng vẫn là chị Nguyễn Phương Thảo, và quan trọng nhất ở đây là người nộp hồ sơ là anh Quyết. Thì cái này chúng ta có thể thể hiện một cái điều rất là rõ trong một số cái giấy tờ quan trọng nhất định là anh Quyết trực tiếp đi ký. Còn nếu như có sử dụng, nếu như có một cái số cái trường hợp ví dụ chúng ta đóng tiền thuế, đóng tiền điện nước thì có khi là chúng ta ký hộ nhau được. Ở Việt Nam thì đôi khi những cái đó vẫn diễn ra bình thường, nhờ nước ngoài là các anh các chị không ký thay được đâu. Đó, nước ngoài ai đóng người đó ký, các anh giả chữ ký là ủ tờ hoặc nó phạt rất là nặng. Ở Việt Nam thì những cái đó vẫn trông trước, thì đôi khi nó cũng những cái thủ tục đấy thì nó cũng là những cái tạo điều kiện cho người dân. Cái nào tạo điều kiện được thì chúng ta hãy nhớ rằng cơ quan chức năng đều tạo điều kiện. Tôi vẫn nhấn mạnh là những giấy tờ quan trọng là anh Quyết đi ký, nhưng chị Lịch là người chở anh Quyết đi, chứ anh Quyết là bị như là thoát vị đĩa đệm hay là liên quan đến cuộc sống nữa nha mọi người. Bởi thế cho nên chúng ta mới nói, mà tôi vẫn nhấn mạnh là chữ ký nào là giả thì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau. Và có những cái trường hợp chữ ký nó nhìn nó vẫn trong cái này, nó sẽ có những cái lấn cấn,
Nhưng mà chúng ta nói ở đây chúng ta phải nói rộng hơn để liên quan đến cái việc làm giả chữ ký giấy tờ con dấu có hay không. Còn những cái đồn thổi thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta đưa ra một cách bàn luận. Còn trong câu chuyện này nếu như có những cái vấn đề nào đó mà ký thay anh Quyết mà cơ quan chức năng hoặc là cán bộ, ở đây phải nói là cán bộ tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ vẫn làm thì nó sẽ là cái sai sót, là cái sai phạm nếu có ở tùy hình thức khác nhau. Các cô chú anh chị và các bạn, để nói đến vậy để chúng ta hiểu là tất nhiên trong câu chuyện này nếu có những cái chữ ký nào mà chị Lịch làm thay anh Quyết mà nó ở những cái phần quan trọng mà cán bộ hoặc cơ quan nhà nước vẫn thông qua, hoặc có cái dấu hiệu gì đó mà họ vẫn cố tình làm, thì nó sẽ là một cái điều rất đáng trách. Bây giờ đến với cái phần mà các anh các chị cho là có giả hay không. Nhưng mà tôi thì tôi có những cái dữ liệu trong tay và tôi muốn trò chuyện với tất cả mọi người. Đó là trên tay tôi đang có cái chữ ký. Đây mới là cái chữ ký nhìn nó rất là giống. Thì giống như thế nào thì tôi xin đọc cái đoạn cuối của cái trang này thôi. Và mọi người nhìn vào những cái mũi tên mà Etao TV đánh dấu để mọi người thấy nó có những cái đặc điểm gì. Ở đây là hiệu lực của hợp đồng. Cái hợp đồng này là hợp đồng bên tặng bên cho đó. Hợp đồng này từ thời điểm các bên giao kết, tức là cái hợp đồng này xin đính chính mọi người là hợp đồng này là hợp đồng của chị Lịch cho bác Lan. Đấy. Thời điểm giao kết, từ thời điểm các bên giao kết và được công chứng, mọi sửa đổi bổ sung hủy bỏ hợp đồng này chỉ có giá trị khi được các bên lập thành văn bản có chứng nhận công chứng viên văn phòng công chứng Nông Quốc Khánh tỉnh Phú Thọ, và chỉ được sửa đổi bổ sung hủy bỏ khi chưa đăng ký sang tên cho bên nhận tặng cho theo hợp đồng. Từng bên đã đọc lại cho nghe toàn bộ nội dung hợp đồng, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này, đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và cùng ký tên điểm chỉ vào hợp đồng này trước khi công chứng viên, trước mặt công chứng viên. Và ở đây là chữ ký của chị Lịch là Nguyễn Thị Thanh Lịch này, chữ ký của bác Lan Nguyễn Thị Lan. Thì tôi thấy là nó có những cái dấu vân tay rõ ràng ở đây, thì chúng ta phải hiểu là rất khó để giả nhé, rất khó để giả đó nha mọi người. Có cái dấu vân tay và khi nó lăn tay điểm chỉ thì hầu như là rất khó để làm giả. Đấy là cái mà mọi người phải lưu ý trong tất cả những câu chuyện. Nhưng tôi muốn nói ở đây là mọi người cho rằng là có rất nhiều cái văn bản giấy tờ sẽ có một người ký thay người nào đó, thì mọi người nhìn lên cái chữ ký là Nguyễn Thị Thanh Lịch và Nguyễn Thị Lan, nó chỉ khác ở cái chữ ký to và nhỏ một chút, nhưng cái nét thì nó lại không khác nhau là bao nhiêu cả, y như là một người viết vậy. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là trong quá trình đi làm giấy tờ thì chị Lịch có ký thay, có cái giấy tờ nào đó ký thay cho con trai mình, cho anh Quyết hay không? Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây với tất cả cô chú anh chị và các bạn là đối với cháu Chiến, chị Lịch ký thay là chị ấy đã từng nói là có giấy ủy quyền, và tôi cũng đã show lên cho cô chú anh chị và các bạn là có giấy ủy quyền của anh Chiến, thì chị Lịch có quyền ký thay trong tất cả mọi giấy tờ, giống như là chúng ta có đại diện phát ngôn và luật sư riêng cho mình, thì họ có quyền ký một số giấy tờ quan trọng hoặc hầu hết các giấy tờ quan trọng khi mà chúng ta ủy quyền cho người ta đó. Nhưng cái mà tôi vẫn lấn cấn ở đây là trong cái câu chuyện này chúng ta có đặt ra được một vài vấn đề, một vài chi tiết nào đó liên quan là có cái việc là có cái giả mạo chữ ký hay không. Như tôi đã nói ở cái video trước kia thì cái vấn đề là có giả mạo chữ ký hay không, thì phía bà Lan, tôi phải nói ở đây là trực tiếp là bên phía bà Lan cũng như là những người hỗ trợ cho bà Lan, luật sư, họ sẽ nộp lên cho cơ quan điều tra, cảnh sát điều tra nếu như họ làm theo cái hình thức là tố cáo có cái gian lận, có cái khuất tất trong cái việc sang nhượng đất đai cho tặng. Và một điều nữa là chúng ta phải nhìn vào cái dư luận xã hội là chúng ta thấy là những cái việc làm không đúng hoặc trái với cái đạo đức. Thì tất cả những cái video mà Etam TV làm đều có cái hàm ý của nó, đều có cái lý của nó, và cô chú anh chị và các bạn
cũng phải hiểu rằng là chúng ta có quyền giả định, chúng ta không có quyền kết tội. Và quan trọng nhất là chúng ta nói hoặc là giả định thì chúng ta nói có sách, mách cũng phải có chứng. Nếu chúng ta không có một cái gì đó, chúng ta ngồi, chúng ta chỉ có nói không thì nó cũng rất là nguy hiểm cho bản thân chúng ta cũng như là cái danh dự của những người trong cuộc. Thì nhân đây thì tôi muốn nói một điều là bản thân chị Lịch cũng nên suy nghĩ cho nó chín chắn, cho nó kỹ. Nếu như bản thân mình có những cái sai, tôi nói ở đây chỉ cần nói là những có những cái sai và những cái khuyết điểm chưa được, thì ở thời điểm hiện tại vẫn có thể dừng được. Tại vì sao? Tại vì có thể dừng được ở cái chỗ là mình nhìn ra những vấn đề nào đó thì mình dừng lại thì nó sẽ tốt hơn, và có thể trả lại cho bà Loan một phần đất hoặc những gì mà bà Loan yêu cầu. Một điều nữa, chị Lịch cũng cần, chị ấy cũng có quyền, có nguyện vọng của mình. Thì nếu như có nguyện vọng, có quyền, có những cái điều gì đó thì chị Lịch sẽ liên hệ với bà Loan, những người con gái trong gia đình giống như là anh em nội bộ trong nhà giải quyết với nhau thì nó sẽ hay hơn. Nếu như đưa ra cơ quan chức năng có những cái điều gì đó nó thuộc về cái nghiệp vụ của cơ quan chức năng, mà đến lúc mà cơ quan chức năng quyết định làm tới trong vụ án hoặc là nó có những cái vấn đề sai phạm cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, thì bản thân chị là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Đấy là tôi nói là nếu thôi nhé, nếu có thôi. Và cái điều nữa là cái câu chuyện ở đây là tình cảm gia đình. Chị đừng nói, chị đừng có nói bao biện rằng là ở cộng đồng bà Loan hay là tất cả mọi người chỉ trích hay là nói về chị như vậy thì chị phải làm. Không phải ấy. Tôi nghe nói rằng là chị và mẹ ruột của chị ở đó cũng không phải dạng vừa đâu. Đấy, tức là như ngày xưa các bác, các chị, người ta nói là nhà này thì cũng ghê đấy, cũng không phải vừa đâu, cũng không phải dễ để mà bắt nạt đâu. Đó, đó là cái câu chuyện mà tôi muốn nói như vậy. Và chị cũng đừng bao biện cho cái việc là truyền thông tự do hay là Facebook, YouTube, TikTok họ nói gì về chị. Quan trọng nhất là khi câu chuyện họ không ở bên cạnh, họ lắng xuống, nó lắng xuống rồi, là còn chị và gia đình sống với nhau, bác Loan cũng như là những người trong gia đình, anh em nội tộc nhà mình, nó mới là quan trọng. Còn câu chuyện truyền thông, nếu như mình đã có những cái sai mà mình biết nhận sai, mình lại có những cái động thái, có những cái nhã ý để cho câu chuyện nó lắng xuống, hoặc là mình biết giải quyết, thì cộng đồng người ta lại càng hoan nghênh cơ, chứ không bao giờ người ta lao vào, người ta chỉ trích đâu. Đó, và người ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi không bao giờ đánh người chạy lại. Thì tôi hy vọng là nhìn vào những cái nào đó, những cái nguy cơ diễn ra, nguy cơ nó khiến cho mình mất đi nhiều thứ, mất tình cảm, mất đi cái thiện cảm của xã hội. Và tôi nói thẳng với tất cả các anh các chị, không có cái câu chuyện gì mà người ta không nói được cả. Xã hội người ta có quyền nói, người ta có quyền bình luận, đúng không ạ? Không có cái câu chuyện gì mà là cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu trong một gia đình mà người ta sau này người ta cứ đồn, người ta bảo ai con dâu này thì chiếm đất của mẹ này, cướp đất của mẹ chồng này, cho rồi mà lại đi cho mẹ đẻ, cho đến khi chúng ta nằm xuống cái tiếng vẫn không bao giờ hết. Trăm năm thì bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Dư luận xã hội, mỗi người người ta nói một câu, người ta có quyền đưa ra cái quan điểm của mình, chúng ta không có quyền chặn lại tiếng nói của người ta. Người ta ngồi trong nhà, người ta bàn luận, người ta nhìn thấy mình đi qua trước mặt người ta cũng nói, ở đâu người ta cũng có thể nói được. Và trước khi quá muộn thì tôi cũng hy vọng là những người trong cuộc nên biết cách giải quyết, và nếu có thể thì hãy nhìn nhận những gì được và chưa được để có những cái điều nào đó mà rút kinh nghiệm cho nhau, hoặc sau này còn có cơ hội hàn gắn. Đây là cái điều mà tôi luôn nói với tất cả mọi người nha, cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo, và hy vọng là mọi người nhìn vào những cái đó, mọi người đưa ra những cái đánh giá cụ thể hoặc như thế nào đó ha. Và lẫn như mọi ngày, đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo khô của Etam TV. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn tin tưởng ủng hộ những sản phẩm của Etam TV, và cảm ơn tất cả mọi người trong suốt quá trình vừa qua đã luôn ủng hộ. Đông trùng hạ thảo của Etam TV thì rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những cô chú anh chị và các bạn bị tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, đau lưng, nhức mỏi. Với trẻ em, người già thì sẽ rất tốt cho cái việc là
bồi bổ sức khỏe, yếu sinh lý đối với phụ nữ có thai và đặc biệt là đối với chị em là làm đẹp sẽ rất tốt cho cô chú anh chị và các bạn làm đẹp trong cái vấn đề là chăm sóc da, những cái sản phẩm liên quan đến da và bồi bổ sức khỏe cho tất cả. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ liên lạc với Etam TV để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe bình an.